Thế vận hội Olympic mùa đông Sochi chưa có cơ sở cho người khuyết tật, tên từ Sochi. Trong lúc chỉ còn vài tháng, sẽ làm thành phố chủ nhà tổ chức Thế vận hội Olympic mùa đông 2014. Nhưng dịch vụ và cơ sở hạ tầng cho người khuyết tật ở Sochi vẫn chưa đạt tiêu chuẩn. Giao thông và các nơi công cộng thường không đủ chỗ dành cho người khuyết tật. Những chỗ đậu xe dành cho người khuyết tật bị đậu bất hợp pháp, đèn giao thông, nơi băng qua đường và các nơi công cộng không thích ứng cho người khuyết tật. Lực sĩ chạy đua xe lăn Sergei Shilov nói rằng thành phố đã xây lên trong thời kỳ không ai nghĩ tới người khuyết tật và đã bắt đầu các công trình xây dựng cho Olympic trong 7 năm qua. Nhưng tư tưởng mặt tư khoa không thể xây lên trong một ngày đã ăn sâu trong đầu các giới chức năng. Trong năm 1980, Liên Xô đã từ chối không tổ chức các trận thi đấu cho những người khuyết tật và tuyên bố không có người khuyết tật ở Liên Xô. Sau khi chiến thắng quyền tổ chức Olympic mùa đông 2014, Nga đã cam kết tạo mọi thích ứng cho thành phố Sochi. Lực sĩ khuyết tật Shilov đã đạt được 6 huy chương vàng, nói rằng nút bấm đèn xanh cho người khuyết tật đã được đặt tại các nơi có đèn giao thông, nhưng không có nơi để người khuyết tật đi tới bấm nút. Ngoài ra, không có nơi dành cho người đi xe lăn, thành phố cũng không tạo phương tiện cho người mù. Trong tháng 9, Human Rights Watch đã công bố bản phúc trình nói rằng nước Nga thiếu tiện nghi dành cho người khuyết tật. Bản phúc trình dựa theo phỏng vấn và quan sát tại 6 thành phố ở Nga, trong đó có thành phố Sochi. Khoảng 1.300 lực sĩ khuyết tật sẽ tham dự Thế vận hội Olympic mùa đông Sochi.